Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là muốn dân tin, dân yêu, trước hết phải gần dân, sát dân, hiểu dân, thương dân và chăm lo cho dân. Bí thư tri bộ xóm Áo U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, Bùi Văn Phòng luôn khắc sâu lời dạy của bác gần gũi nhân dân, hăng hái đi đầu cho các phong trào thi đua. Xóm Áo U hiện có trên 190 hộ với trên 850 nhân khẩu. Tri bộ có 43 đảng viên. Năm 2020, Xã Nhân Mỹ là một trong ba xã được huyện Tân lạc ưu tiên dồn sức xây dựng về đích nông thôn mới. Với trách nhiệm là bí thư tri bộ kiêm trưởng xóm, ông Phòng luôn tất bật hết làng trên rồi lại xóm dưới tuyên truyền vận động nhân dân cùng hiến đất góp công hoàn thiện các hạng mục công trình theo chuẩn nông thôn mới. Mỗi việc làm một chủ trương mới đều được ông đưa ra bàn bạc công khai dân chủ tại các buổi sinh hoạt tri bộ, họp xóm và các đoàn thể. Nhờ đó, phong trào làm đường nông thôn, xây nhà văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa luôn nhận được sự đồng tình, thống nhất cao trong dân. Đến nay, 100% đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa khang trang. Theo chủ trương của nhà nước, ấy, thì làm đường nông thôn mới, ấy, thì đường nó đi đến đâu, ấy, thì bà con ở đấy hiến đất. Ví dụ như đường nó đi qua nhà tôi, thì tôi cũng sẵn sàng tôi hiến đất, hiến cả ao, và hiến cả bụi tre. Trong phát triển kinh tế, 100% bà con sống bằng nghề nông, nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Ông Phòng đã vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là diện tích canh tác khó khăn về nguồn nước tưới, chuyển đổi từ những cây trồng giá trị kinh tế thấp sang những cây có giá trị kinh tế cao, như mướp đắng, bí xanh, bí đỏ, mía, ngô, kết hợp mở rộng và phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm. Hiện cả xóm đã có gần 200 con trâu bò, trên 500 con lợn và trên 4 con gà như vậy đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã cơ bản được tiệm cận đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới được chi bộ cũng như là các ban ngành toàn thể tuyên truyền vận động thì gia đình cũng bàn bạc cũng như đưa chuyển đổi các cái cây vào sản xuất cũng như chọn các con giống có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông phòng cho biết để hoàn thành nhiệm vụ của một bí thư tri bộ kiêm trưởng xóm và được người dân tin tưởng ông và gia đình luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương bản thân ông vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vừa gương mẫu chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đồng thời phải phối hợp nhịp nhàng với ban công tác mặt trận các ban ngành đoàn thể xã thôn tập trung tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy các kế hoạch của ủy ban nhân dân xã việc tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của cấp trên cần được cụ thể hóa với công việc hàng ngày. Một cách mềm dẻo, không cứng nhắc, người dân mới dễ tiếp thu, chịu khó lắng nghe. Như vậy, việc tuyên truyền mới có hiệu quả. Trong mỗi cuộc họp xóm, họp tri bộ, ông luôn lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết tốt các mối quan hệ. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng được phát huy. Bà con trong xóm thì đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh. gia đình cũng phấn đấu làm sao mình kinh tế gia đình thứ nhất là mình phát triển nhà mình trước, những công tác hiến đất cũng như là công tác khác thì mình cũng phải đi đầu tàu gương mẫu phải hiến trước, cố gắng phấn đấu về một bớt chút những công việc gia đình riêng nhà mình, làm sao những công việc xã hội cũng là làng xóm thì làm sao đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, với vai trò là bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn, ông luôn thực hiện công bằng minh bạch trong các công việc của tri ủy chính quyền và các hoạt động của thôn trong lĩnh vực văn hóa xã hội ông kết hợp với ban công tác mặt trận thôn vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hàng năm tổ chức phát động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa cuối năm đưa ra bình xét với tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn trên 95%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,5%. 100% các hộ đã có nhà tiêu hợp vệ sinh và chuồng đôi nhốt gia súc đạt chuẩn. Đường ngõ xóm, đường liên gia được bê tông hóa. Tri bộ nhiều năm liền đạt tri bộ trong sạch, vững mạnh đồng chí phòng bí thư chi bộ là cũng đã kiêm nhiệm bí thư chi bộ cũng như là trưởng xóm từ năm 2018 đến giờ trong quá trình hoạt động thì đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao chính vì sự nhiệt tình trong công tác cộng đồng mà những năm qua ông phòng luôn có được sự tin tưởng hết lòng của người dân địa phương phương châm của ông là cán bộ thế nào phong trào thế ấy do vậy mỗi khi triển khai các phong trào của thôn xóm ông đều công khai dân chủ đến với nhân dân để nhân dân giám sát qua đó đã tạo được lòng tin và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân ông thực sự là tấm gương sáng cần được nhân rộng